Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kuma đây. Và ok, trước khi chúng ta bắt đầu video thì các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh cho Kuma và cũng như là đăng ký kênh cho tất cả các thành viên trong biệt đội Rối Bơ Gơm Zero Official của Makira, Thịnh Tuấn, Subi và Ruby. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông, làm cho cái chuông nó rung lên để có thể nhận được thông báo mới nhất từ những clip của Kuma nha. À, nếu mà các bạn đã làm những tất cả những điều trên rồi đấy thì nhấn comment tiếng số 1 cho Kuma biết nữa nha. Và ok, tôi không cho các bạn chờ lâu nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi nào. Let's go. Mấy bạn ạ, à, trước khi chúng ta bắt đầu công việc mà chúng ta vô vấn đề chính ấy thì cho phép Kuma đọc các bạn thông tin cá nha. À, chào các bạn, ID là 1457193189. Nếu bạn nào thấy map này hay và map vui, hãy lên đơn vị mini, bấm cái số ID này và phun một kỳ kiếm để tải map này về ủng hộ cho bạn chủ map nha. Và khi mới vô, bạn phải nhấn hồi sinh cá nhân, nếu không nó sẽ bị lỗi. Hãy đi theo blog này nha, là cái blog mà đá phun riêng này đúng không? Ok, bắt đầu nào. Map bắt cua hơi dễ, cũng hơi khó nha. Bạn này không giấu cho nên khó đọc quá. Thiệt, tôi nói thiệt nha, bạn nào mà nhắn tin Facebook cho tôi á, mà nhắn tin mà kiểu như là không có điền dấu ấy, thì phải nói là tôi có một cảm giác rất là ghét. Bởi vì sao? Bởi vì tôi phải ngồi tôi căng não ra, tôi suy nghĩ rồi bạn nó viết cái gì. Tại vì nhiều khi viết không giống như nè, nó sẽ làm cho có mấy từ mà làm mình hiểu lầm đó mấy bạn. Đấy, cho nên tôi phải ngồi tôi căng não ra, tôi suy nghĩ nghĩa nó như thế nào đấy. Cho nên hạn chế cái việc mà viết không giấu cho tôi nha. Trời ơi, đọc như này mà nó nhức não lắm luôn ấy. Đó, ok, và cái map này, cái map này mình đã chơi qua rồi nha mấy bạn. Cái map này mình nó đầu tư lắm luôn á. Thì cái map này phải nói là đầu tư, các bạn nhìn thấy thôi chứ thực ra đầu tư luôn. Tại vì bạn này không phải là tạo một cái thế giới phẳng hay là tạo một cái thế giới mà nước không, bạn này tạo một cái thế giới mà địa hình bình thường thôi mấy bạn. Và sau đó bạn nó đào cái này nè, nó dùng cái này chắc dùng TNT cho nổ rồi đúng không? Đó, dùng TNT cho nổ. Cái này là cái hang động thiệt nha mấy bạn, hang động mà nó cho dùng TNT để nổ thành một cái khu lớn này nè. Đây là cái map mà phải nói là địa hình ngẫu nhiên chứ phải là địa hình phẳng nhưng mà tụi mình thường chơi đâu nha. Mà nó phải dùng TNT mà nó tập hết mấy cái này, nó xây cái đường bắt cua nè. Đấy, nhìn thì nghĩ tới thôi là cái map này nó đầu tư cỡ nào rồi đấy. Mà cái map này có một điều là để ra va chỗ này nó chạy xuống thì mấy cái máy màu yếu yếu các bạn, cho nó lắc điển hình như máy của mẹ này. Đấy, bị lắc. Ok, đã không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ vô cái vấn đề chính nha. Và cái này trong đây là cái gì ta, trong đây là cái gì vậy? Đấy, cái cổng dịch chuyển, trời ơi sao nào đấy. À không, điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ mình phải vô vấn đề chính. Ok, bắt đầu cái câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là câu hỏi của bạn Only. Cho em hỏi, nếu chị yêu một người mà người đó không thích chị thì sao ạ? À? Nếu là chị thì chị sẽ chọn con đường từ bỏ hay là cố đuổi theo? Mong chị trả lời trong tập tâm sự của Kuma tập 15. À, ý của em nghĩa là em thích người đó nhưng mà người đó không thích em đúng không? Thì em xin chị là nên theo đuổi tiếp hay là nên từ bỏ đúng không? Và ok, cái này là sẽ là cái ý kiến riêng của chị nha. Đây là ý kiến riêng thôi nha, chứ không phải là chị khuyên em từ bỏ hay gì nha. Nếu là chị thì chị sẽ là người từ bỏ. Bởi vì một khi người ta đã không thích mình rồi thì mãi mãi người ta sẽ không thích mình em ạ. Nếu mà mình cứ theo đuổi như thế ấy, thì cái người đau khổ là mình chứ không phải là người ta. Và tại sao mình lại đau khổ? Mình là người ta đã không thích mình rồi, có nghĩa là người ta có một cái đối tượng theo đuổi khác. Và khi mình nhìn người ta vui vẻ với người khác thì người đau là ai? Là mình. Khi mình nhìn người ta nói chuyện hay ôm ấp với người khác, người đâu là ai? Tất nhiên là mình. Và khi mình thấy người ta phải tặng đồ cho người khác, còn mình thì sao? Người đâu thì vẫn là mình thôi. Cho nên nếu mà cứ theo đuổi ấy, thì cái người thiệt thòi là mình chứ không ai khác. Tha mình từ bỏ đi, tha mình bỏ, mình không thích nó nữa thì mình chỉ buồn một hai hôm hay là một hai tuần, lâu lắm thì là cỡ vài tháng đấy. Nhưng mà thà thế còn hơn là mình phải đau suốt đời mấy bạn ạ. Đã đau rồi mình còn khổ nữa. Thay vì mình thà mình từ bỏ, rồi sau này mình sẽ thích người khác. Lỡ đâu người khác ấy sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho mình, chứ không chứ đâu nhất thiết là người đó đâu đúng không? Trên thế giới này rất là nhiều người, cho nên không nhất thiết là phải là mình thích mỗi người đó đâu em ạ. Nếu mà người ta đã không thích mình rồi mà mình còn theo đuổi nữa thì cái người đau khổ là mình chứ không phải là người ta. Cho nên tốt nhất là từ bỏ thôi.
yêu chi cho nó đau khổ mà mấy em yêu sớm chi vậy? Thì trong tất cả các câu hỏi của mấy em á, chị thấy là đa số mấy em nhắn tin hỏi về tình yêu này nọ. Có người còn nhắn tin hỏi tôi tình yêu đầu đời nữa. Có người nhắn tin hỏi tôi cái tình yêu đầu đời nữa nha. Sao mấy bạn thắc mắc về cái vấn đề tình yêu đầu đời của tôi quá vậy? Mà nếu muốn nghe thì comment số 2 cho tôi biết nha. Tôi kể cho mấy bạn nghe về tình yêu đầu đời của tôi. Đó là tình yêu con nít đấy mấy bạn. Nào, ok, thế là xong câu hỏi của bạn nha. Và cái đó là chỉ là ý kiến riêng của cô Mai thôi nha. Nếu mà bạn nghe thì bạn nghe, mà bạn không nghe thì không sao hết. Tại vì cái này là cô Mai đưa ra ý kiến riêng của cô Mai thôi. Nếu mà theo phương diện của Mai thì cô Mai sẽ từ bỏ thôi. Tại vì cái người đau khổ là mình chứ không phải người ta. Đấy. Còn theo cái những của bạn, nếu bạn muốn theo đuổi thì cũng được. Nhưng mà cái tình yêu đó nó sẽ không được, kiểu như là không được vui vẻ lắm đâu. Đấy, thế là xong câu hỏi của bạn. Và tiếp theo là ba câu hỏi của bạn thứ hai. Đó là các bạn Huỳnh Yên Vui Vui Thi. Mấy bạn đọc tên YouTube mấy bạn không có dấu ấy, cho nên hôm nay đọc không có đúng mấy bạn cũng thông cảm nha. Tại vì khó dịch nghĩa quá. Nói chung là vậy đó. Anh hai em vừa học vừa làm. Em thương anh hai. Nhưng anh hai nói không sao. Nhưng học bên luật sư có khó không chị? Chị giúp em với. Em cảm ơn chị nhiều. À, ý của em là em đang hỏi chị về cái ngành luật sư học có khó hay không hả đó em? Em đang lo lắng cho anh hai em là vừa làm vừa học và kiểu đó, cho nên em sợ anh hai em kiểu như là bị áp lực đúng không? Thì chị cũng biết sơ qua về cái ngành luật sư thôi. Tại vì chị không có học trong ngành đó cho nên chị nghe cái này là chị nghe đám bạn chị kể lại thôi nha. Là tụi nó kể là học bên luật sư khá là nặng. Nó nặng về cái kiến thức. Luật sư nó giống như na ná bên y đó mấy bạn. Y nó nặng về kiến thức và cũng như thực dụng đúng không? Tại vì nếu mà mình làm sai một cái thì chết người, cho nên y nó khá đòi hỏi về cái vấn đề kiến thức và thực dụng. Còn đối với luật sư thì mình phải học rất là nhiều bộ luật mấy bạn ạ. Điển hình như là luật giao thông này, luật đường thủy này. Nếu mà mình học chuyên sâu ấy thì mình chỉ học trong một cái vấn đề mà cái ngành mình đang học thôi. Nhưng mà cái cơ bản ấy, thì mình phải biết qua những cái bộ luật đó ấy. Cho nên học luật Kuma nghe đám bạn của Kuma nói là luật nó rất là nặng. Và tụi nó sau khi tụi nó học một năm hết, tụi nó đều chuyển ngành. Đấy. Và trường luật nó cũng khó lắm mấy bạn ạ. Đối với mấy cái trường đại học bình thường nha, là xài sách photo là bình thường. Nhưng mà đối với cái trường luật ấy, là nó bắt mình mua sách chính gốc, nhưng mấy bạn nó không cho mình xài sách photo. Cái đó là chuyện đó từng lên báo rồi, mà cách đây cũng khá lâu rồi. Cho nên bây giờ còn hay không thì cũng không biết. Nhưng mà nếu em lo cho anh hai thì của em thì nói là tốt. Nhưng mà em khuyên á, thì anh hai cũng sẽ nói nhẫn nhịn em là sẽ không sao đâu. Cho nên em có thể là mỗi lần anh hai em đi làm về thì em nói một người cười thật tươi chào đón anh hai em về nhà và phụ giúp anh hai em làm những công việc lặt vặt, kiểu như là việc nhà, cơm hay gì đó, thì chỉ cần em làm như thế thôi, anh hai của em đã đủ vui rồi. Tại vì khi mà nhìn em gái mình như thế thì tất nhiên là cái lòng của mình dù mà tính đâu thì nó cũng sẽ giảm bớt được phần nào khi thấy em gái mình quen như thế đó. Đây là lời khuyên của chị dành cho em, chỉ như thế thôi. Tại vì giờ em khuyên thì anh hai em cũng lấy rồi, nói chung là bỏ qua đi, chỉ cần làm những việc nhà, làm những việc khiến anh hai mình vui là được rồi thôi nha em. Và câu hỏi của bạn tiếp theo chính là của bạn Trắc TV. Cái tên YouTube này quen lắm. Hình như hãy kể về những người Kuma đã quen trong con đường YouTube từ đầu đến giờ của mình. Thì câu hỏi này thì bạn ý là quen trong YouTube hay là quen trong cộng đồng Mini World hay là cả hai ý luôn? Nếu mà cả hai ý không á thì nó hơi bị nhiều. Thì số người mà tôi chơi chung, tôi quen biết từ cộng đồng Mini World đến giờ nó khá là nhiều. Cho nên ở đây là tôi sẽ nói về vấn đề YouTube thôi nha. Nếu mà những người tôi quen ở trong YouTube Mini World thì tôi có quen đa số tôi gần giờ nghĩ lại đa số tôi từng quen những YouTube nhỏ mà bạn. Đây, tôi từng quen những YouTube nhỏ kiểu giờ Ngô Silo nè, Staki nè, Hải Triều nè, Correct. Correct thì là YouTube lớn rồi. Hồi lúc trước thì tôi còn nói chuyện với Correct, bây giờ thì hết rồi. Rồi Siro nè, rồi Hùng nè, rồi Thịnh Tuấn nè, rồi Subi nè, rồi Ruby nè, rồi bên Hero Team nè. Nhắc đến mới nhớ, bên Hero Team có Kamui, mà mấy bạn thường hay nhầm lẫn giữa Kuma và Kamui. Chẳng hiểu sao bạn nhầm lẫn như thế nhỉ? Hai tên đều mấy khác nhau nè. Nói với Kuma là Kuma có nghĩa là gấu, còn Kamui thì nếu như Kuma nhớ không lầm thì chị Kamui lấy thành tượng là củ cải đúng không? Đó. Và các bạn nào đã từng nghĩ tới tưởng mà nếu mà Kamui và Kuma quay chung với nhau thì như thế nào nhỉ? Các bạn nào nghĩ tới điều đó chưa? Tôi nghĩ là
nếu mà hai người quay chung với nhau thì chắc có lẽ là mạng sẽ bị lộn hay bị nhiều đó. Đó là cảm nghĩ của tôi thôi. Và dành cho mấy bạn không biết thì chị Khamui lớn hơn Kuma nha. Kuma đã từng nói chuyện với chị Khamui rồi, và cũng có nghe nói chuyện với chị, và cảm thấy là chị cũng khá dễ thương á. Thì đó là cảm nghĩ của tôi. Và cái map này khá ngắn, nhìn tới đây hết báo rồi nè. Và ok, thì đứng ở đây luôn thì Kuma sẽ trả lời cái câu hỏi cuối cùng luôn nha. Còn câu hỏi của bạn Trắc thì bạn hỏi rộng ba la quá. Bây giờ cứ kể thì cũng kể ở đây cũng hơn 20 phút ạ. Và ok, cho các bạn đã xem cái clip này nha. Nếu các bạn yêu thích Kuma và cũng như là yêu thích tất cả các thành viên cho Big Dark rồi, thì để lại một like, một share, một lượt đăng ký kênh. Và cũng như là nếu mà tốt hơn nữa thì các bạn nhớ ấn vào cái chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ kênh của Ma về cho các bạn nha. Và ok, à quên nữa, tôi xài skin này, tôi thấy mấy bạn kêu tôi trở về skin Alice đúng không? Thì có được, bây giờ của Ma sẽ xài hai skin song hành được không ta? Chủ như là bữa bỏ qua điều đó qua một bên đi, từ từ suy nghĩ là tiếp. Và nói chung là ok, bye bye, và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Bye bye, chào các bạn.